Thưa quý vị và các bạn, đêm nay và ngày mai, do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu chậm, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2. Vùng cao và núi cao đêm về sáng trời rét, nhiệt độ đo được phổ biến trong ngày tại thành phố Lào Cai là 27 độ C, khu du lịch quốc gia Sapa 18 độ C, khu du lịch Bắc Hà 21 độ C. Các chuyên gia khí tượng dự báo hình thái thời tiết ngày nắng hanh, đêm về sáng trời lạnh, vùng cao và núi cao trời rét còn kéo dài tới hết tuần này. Bà con nông dân các địa phương cần chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết và có những phương án phòng chống rét phù hợp, đảm bảo sự phát triển của cây trồng, vật nuôi các loại. Sau đây là dự báo thời tiết các địa phương trong tỉnh đêm ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 11 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Bắc Hà mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%.